phù tiên xanh lam, rừng thiên bài nhiệt cành đền lẫm san, màu hoan chính quang sáng vào cho coi sắp các địa tiến cung nội thành. Thank you.
đất đâu, cầm về. Cầm về, mang về ấy. Thank you.
ước trăm năm. Diễn hài phốt mi thất đạo thường, nhiệm nhặt y tóc mi tơ cùng nhau, cùng nhau chưa mấy nắng mi mưa. Phải phần đành chấp mê chính xác.
xe hay việc ngỡ thường có phen sai dãi dầu dãi nguyệt bạc tròn mong quyết nên không hôm mai vò võ
ngập mình mùi khan. Tuổi ngập mình mùi khan, tấm lòng son bôi rồi ngán vàng. Đâu giả sắc ngần ngơ, ngần ngơ mày ngọc mời thánh mẫu nghĩ để tam anh đình xuất sáng
sẽ loan mình đi sáng trần. Sớm kết lăng phòng tính xuyên nên sớm kết nên lăng phòng bạch mai tiểu thiếp mang lòng gieo ăn. Giới định cho nương tần khởi xung thiên kiên đệ tử kiên thành nhật tài kính đô phóng hoan các nhân môn tinh nên mãn thập phương nhất nhật xa dư biến ngạn tiểu mai chấm năm mô ngưng cũng giang bồ dòng nhang khai quang thập từ hiệu quang đến chiêu đàn duyên nga tích tăng cũng xa kính phục ngoan thân cận thánh đế tiên trường vương đi lân mẫn chúc sinh cô ngã kim đình lệ phong nhã một tờ hiệu quang miên và chiếu đàm duyên thành ra hồi cung sáng lên tiến cung nghe vua ngọc hoàng sáng lên tiến cung lệnh triển quang hoàng thái tử ứng ngỡ chùa phi thành ra hồi cung bắc độ nam tào chu phi bắc độ nam tào sổ sinh sổ tử nghe quyền hành trong tay thành ra hồi cung văn võ quân thần nghe trận chiều văn võ nghe quân thần anh linh chất sáng nghe ân cần ông lớn giúp dần có lệnh truyền sang nghe đốc thanh cả trận chiều người có lệnh truyền sang quân quan thủy bộ nghe đều là chư dinh náo phạt nam thành ngô binh nghe nghe náo phạt nam thành đánh lông dẹp bắc nghe tung hoành mọi nơi tiếng thép ninh ninh bài
sai lối sang nghênh. Nổi nghênh nổi cơn phong, cây cối nghênh đổ sau mưa buồn, gió giật sấm ù. Muôn loài tà quỷ lo kiếp uy, em nghe nghe sụp sôi. Quần kém đinh nghi đường đường chinh ninh chinh ninh, cứ ninh ninh cứ đổi nào nghiêng chỉ ninh ninh trước sau quân thuyền quân bộ đua nhau, quân lưng ninh lở núi ninh ninh lắc đầu lắc đầu cả sông em nghe. Sử ký nghe Việt Nam trần minh thì nghe lịch nghe lịch đề kế thì nghe chỉ bình thiên trường tất mạc địa danh sơn hà dục tu linh em nghe nghe khang kỳ. Ngoại mang gì uy uy cùng nghe phục nghe ngày nay sửa lễ cầu an nhá, tình duyên hạnh phúc nhá, mà trăm năm suốt đời nhá. Ngày nay nhận lễ đảo cầu nhá, được ông lễ cho nhá, mà gia đình nó sẽ rất bình yên nhá. À. Chỉ nghênh quốc nghênh phất nghênh phất cờ đào, cho đàn nghênh nền trai anh hùng họ dễ mấy ai. Trần gian có một nghênh không hay em nghênh nghênh ở đất địa linh con sơn này kiếp mê bạc nghe nơi nghe nên nơi tồn khó cất giữ nghe nghe thảo lương đánh nghe
về người có lệnh trên xa, quân quan thủy bộ cùng là sư dinh hô binh nắng động Nam Thành. Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi bên đông cửa điếu cửa đài. Hai quán cặp cười nhiều quang minh chiếu hoa ban, giá thích tăng cũng ra kỳ phục hoàng thân thật thánh đế tiên sừng vương. Văn sứ dâng lên thượng lại văn sứ dâng lên ông vì cầu đôi xưa biên rõ ràng phiền cho đệ tử bình an. Sự độ cho từ một thời có lá sớm hồng người trần văn này có lá sớm hồng để trước công đông Phật thanh chứng minh hội đồng bao phủ yên quân. Kiếm ngân ba là sứ phạt lên trình. Sứ phu sứ quỳ phúc lãnh hạt sự độ cho từ một thời. Thế mà ngày hôm nay nhân tiếp nhỉ? Đây thì hội đồng đại phủ nhá. Nếu mà thủ nhang thì họ mới ngày mới triệu thỉnh đưa ông ta về sửa lễ đội lệnh nhá. Có nữ tử nhà họ Đỗ tuổi xem 1995 đổi sang họ Trần tuổi xem 1991 nhá. Phải đây ăn ngồi chính vị nhá. Đường đi dốc có gian nan, trên theo Phật thanh dưới theo đồng thầy dốc lòng giữa có đường dài. Dòng nhang khai quang thập cờ nhiều đức ông chiếu hoa ban, ngã tích tăng cúng giang kỳ phục hoàng thân Phật thánh đế tiên sừng vương. Mẫn giúp sinh cô ngã kim đình lệ song nhãn thập cờ hiệu quán biến và chiếu đàn riêng. Ngày nay nữ tử cho Đỗ nhỉ, cắt đoạn tiền duyên kiếp trước con hồi nhỉ, ngày nay tiền kiếp nhá, ngày nay để cầu cho gia sự nhỉ, nữ tử được khanh thọ trường nhỉ, ngày nay sửa lễ tơ hồng nhá, cầu cho bản bình an được hàng linh tứ mùa nhá. Ha. Xoay tâm chứng chứng do đồng bình an độ do đệ tử bình an. Xoay tâm xoay chứng xoay ngoan do đồng xoay cho đồng quân bóng. Xuân hạ thu đông ba bốn mùa, xuân hạ thu đông mùa xuân câu lộc, thu đông cỏ tài ba tháng nghe giải ách trừ tăng. Tâm xoay trứng, xoay ngoan cho đồng, xoay cho đồng quân bóng hoa. Dòng nhang khai quán thập cờ hiệu đức ống chiếu hoa ban, ngã thích tăng cúng ra kỳ phục hòa thân cận thánh đế tiên trường vương. Ngã
tiên sư vương. Nhân nhân khai chi kính minh như nhật trên phá hồn phù thế giới trung đất niệm siêu biên siêu thanh tịnh. Nam mô khai bảo kinh Bồ Tát Ma Ha Tát. Ca lăng thập hoàng ân tử ti mẫn giúp sinh cô ngã kim đình lệ khai quang siêu thiên tôn. Thời xưa quyến luyến thời này nha, mà đến tờ công ta nha, đại tiết nha, mà không còn thì cũng theo nha, để cho nữ tử được lên ngôi nha, mà qua ra phấn nha, mà ra chung sẽ có, mà đi vui về nha. Đức ông mà chức lễ khai đàn nha, ngày nay đội lệnh nha, để cho gia đình sẽ được bình an nha, cha sinh mẹ đẻ mà sinh thời nha, có nhà họ Đỗ nha, mà sinh thời 64 nha, ngày nay mẹ đẻ nha, họ Nguyễn nhỉ, Quý Mão thì là Ất Tỵ nhỉ, thì lại đi cùng nhỉ, cầu cho gia sự nhỉ, của sẽ được khang thịnh nhỉ, ngày nay nhá, sửa lễ đảo cầu nhỉ, một giọt máu đạo nhỉ, mà khi về trên thiên nhá, thế người cần không có, tôi có thì lại bỏ đi nhỉ, ngày nay tiết nhỉ, để cho nhỉ, mà trở về quan âm siêu thoát nhá, gia trung sẽ được lộc tài nhỉ, tứ mùa bát tiết nhỉ, gia đình sẽ được bình an nhá. Quân nghe kéo đi đường đường chính chính, nghe cơ đội nào ông do nghiêm chỉnh trước sau. Bộ mua nhau uốn lưng lở mới thì ra ngoài.
ngồi đặt gối to quỳ để tử con nên đặt gối to quỳ nghỉ thì ông Đông Hải nghe thế người về giáng lâm pháp má chi kinh bao phen nên pháp má chi kinh đã vô hóa thắt nên lại đi phạt dần. Trước sau quân thuyền
quân bỏ đua nhau. Uốn lưng nghe lỡ núi nghe lắc đầu, lắc đầu cả sông nghe. Xin pha thánh ông về người có lệnh xin sang quân quang thủy bộ cùng là sư dinh ngô binh nắng động nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi bên đông cửa tiếng cửa đài. Khai quang dòng nhãn thập cờ hiệu đức ông chiếu hoa ban ngã tích tăng cúng sang kín phục hoàng thân cận thánh đế kiên dùng vương. Văn sang kính dâng ngày lành, văn sang kính dâng đức ông tô đôi xét viên rõ ràng phế cho đệ tử bình an. Chữ vô chữ quỳ phúc lãi hạn sự độ xó từ một tới một lần. Dòng nhà khai quán thập cờ hiệu đức ông chiếu đàn diên đã thích tăng cúng sang kiến phục hoàng thân cả thánh đế tiền sừng vương. Thank you.
xúc sinh vô ngã kim đình lệ dòng nhã thập cờ hiệu quán miếng pha chiếu đàn diễn. Khai đàn tam phủ nhá, mà đạo cầu nhá, tiết căn lại có nhá, mà đi theo nhá, mà chính đàn nhá, tức ông nhá, nhận lễ nhà Trần nhá, ngày nay sửa đây nhá, mà chú bà nhá, cái bàn khen nhá, đa chung sẽ được mà bình yên nhá, tiền duyên đã tiết nhá, mà tơ hồng nó sẽ được những ngày nhá, ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dẫn oanh thay ra hồi cung. Nhị vị đại hoàng Tấu Vương cô tên gọi đại hoàng, cô thông minh chính tuệ đã đăng nên việc xong ngoài thay ra hồi cung. Thập thoáng giang khê chiếc thoi ai thập thoáng giang khê thoi cô cửa suốt lên xem về đến đây thay ra hồi cung. Mọc ở hướng đông ngay ngôi đền thờ cậu bé, mọc ở hướng đông đền thờ cậu bé ngay cửa đông văn linh thay ra hồi cung. Đấng anh linh soi đời vời vời ruột băng tài ngư phúc xó dân tôi vận tôi tu anh linh chúa tiên loan giá thượng đình bảo hộ phù luyện phép cứu sinh xó đời núi trọng trùng phai bởi người cao xin đông buồn tuân quán xa vào tổng phó
lành quyền cao. Con sông hồng gì sao nước chảy lối xuôi về, trên đất tổ tiên quan con tìm vào tới bao dùng thiêng. Dòng hoa đá xéo phong con rừng văn tiên thánh trên ngàn giáng lâm hồ thi bác quyền cái thương ngàn. Thank you.